Hello quý vị và các bạn thân mến, thì đây là cái nồi thuốc xông đó các bạn. Cái nồi thuốc xông này hình như là bà xã của Tony mua ở chợ Việt Nam rồi đọc là nồi thuốc xông này nó xuất xứ từ nước Việt Nam của mình đó các bạn. Để Tony lấy cái bọc cho các bạn xem nha. Thì các bạn biết rồi, bên Mỹ này thì khi mà thấy ai mà bị ở nhà đó, một là bị thất nghiệp, hai là bị bệnh, thì Tony rơi vào cái hoàn cảnh số 2 đó là bị bệnh rồi các bạn ơi. Không hiểu ngày hôm qua bị cái gì mà nó cảm từ ngày chiều hôm qua cho đến bây giờ luôn các bạn ơi, nằm liệt giường luôn. Bây giờ thì mới ráng lết ra khỏi giường để xong đây, để Tony lại lấy cái bọc thuốc xong để cho các bạn biết là nó hiểu gì và nó như thế nào các bạn nhé. Khói còn đang nghi ngút nè các bạn thấy không? Đây này các bạn. Lá xông cảm gia truyền đó các bạn thấy không? Nhìn đẹp quá ha. Trong đây nó có lá ngũ chảo gì đó, bạc hà, lá xả, quế chi, gừng, quất hương, tô diệp. Nó tóm lại là nó cũng có lemon xả rồi nè các bạn, nó đại khái là đầy đủ hết đó các bạn. Thì cái này hình như là bà xã Tony nó xuất xứ từ nước Việt Nam mình đó. Yes, hồi nãy giờ Tony mới vừa nấu xong. Nè, đây nè các bạn. Đó, nước Việt Nam mình. Hello quý vị và các bạn thân mến. Sorry các bạn, thì hôm nay mình không có làm cái buổi phát trực tiếp hồi sáng này, tại vì mình bệnh, mình không có đi làm, mình đang ở nhà các bạn. Thì tự nhiên ngày nào cũng đi làm, rồi ngày nào cũng làm video, rồi ngày nào cũng làm cái live show, cái talk show đó các bạn, thành ra cũng thấy nó quen quen rồi. Tự nhiên hôm nay bệnh ở nhà thấy nó buồn buồn, thì Tony mới 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 vừa ăn cháo xong, cũng như là mới vừa mở cái laptop lên đọc những cái comment của các bạn. Thì các bạn nhớ không, hồi cách đây một hai tuần gì đó, hay là 10 ngày gì đó, thì Tony có làm một cái video mà chia sẻ về cái vụ nhà của Tony đó, các bạn nhớ không? Thì Tony nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của các bạn, là tại vì có rất là nhiều bạn đang chuẩn bị mà có cái kế hoạch là mua xuống cái thành phố này nè các bạn, để mà sinh sống, để định cư. Rồi các bạn ấy hỏi là ở nhà giá bao nhiêu, rồi thế bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu, nó tóm lại là như vậy đó. Thì có rất là nhiều bạn quan tâm về cái chuyện thế, cho nên hôm nay Tony sẽ coi như mới vừa đỡ đỡ thôi các bạn, tức là mới vừa đi lết ra khỏi phòng để mà xong á, xong cái nồi thuốc xong xong. Bây giờ thì Tony mới vừa đỡ đỡ, thì ra Tony sẽ dạo một vòng trước cửa nhà để chia sẻ với các bạn cái hàng xóm xung quanh nhà của Tony, cũng như là chia sẻ với các bạn cái vụ về cái thuế nhà ở tiểu bang Texas đó, là có rất là nhiều bạn đang quan tâm. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái vấn đề các bạn nhé. Sorry các bạn nếu mà Tony nói mà không được nghe rõ gì mấy, tại vì Tony đang bị cảm á, thì nó cái giọng nói nó bị khàn. Nhưng mà không làm video thì nhớ khán giả, nhớ các bạn, cho nên thôi cũng ráng lết ra khỏi trước cửa khỏi nhà, đi vòng vòng trước cửa nhà để làm một cái video này để chia sẻ lại với các bạn cái vụ thế. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi vào cái vấn đề các bạn nhé. Thì đây, nếu mà nói về cái ở Mỹ á, nói về ở Mỹ á, thì thành phố Houston này nè, thì nếu mà các bạn có 200k USD, tức là 200.000 đô la, thì các bạn có thể mua một căn nhà đó như thế này nè các bạn, thấy chưa? Đó, ví dụ như đó, đó thấy chưa? Rồi có nhiều bạn nói thôi mua nhà ở Texas đóng thuế cao lắm, thuế mắc lắm, nhưng mà các bạn quên đi một điều thật sự, thì nó nếu mà các bạn để lên các bạn tính, thì các bạn tính đi, nó rất là coi như không có mắc đâu các bạn nha. Ví dụ nha, mình là này, ví dụ cái căn nhà này đi, mình nói ví dụ đi 200k. Rồi thì khi mà các bạn đóng thuế, ví dụ đi 2 chấm của 200k là bao nhiêu tiền, đúng không? Rồi còn nếu mà các bạn mua một cái ngôi nhà ở tiểu bang California, hay là Boston, hay là New York, hay là Washington DC, ví dụ một căn nhà khoảng 800.000, 500.000, 1 triệu đô la, vậy thì các bạn đóng thuế 1 chấm 1 chấm rưỡi của cái tổng số đó là bao nhiêu tiền đó, các bạn thấy không? Đó, thấy chưa? Thành ra nếu mà các bạn chịu khó tính toán một chút xíu, thì các bạn đừng có lo ngại về cái chuyện thuế ở cái tiểu bang Texas này các bạn ơi. Tại vì tùy theo cái khu bạn mua nhà nữa. Ví dụ nha,
Hiện tại bây giờ nè, cái khu của Tony đang sinh sống nè các bạn thấy không, là 1.9 đến 2.0 tiền thế đó, đấy chưa. Có nhiều khu khác thì 1.5, có nhiều khu khác thì 1.7, có nhiều khu khác thì 2.2, 2.3, tức là tùy theo cái khu nhà các bạn mua, chứ không phải chỗ nào nó cũng thuế cao, chỗ nào nó cũng thuế giống nhau các bạn nha. Đó, thành ra nếu mà mình bỏ 200.000 ra mình mua một căn nhà mà mỗi năm mình đóng thuế 2.0 thì nó cũng đâu có bao nhiêu, đúng không các bạn, đúng không? Rồi nếu mà các bạn bỏ 1.000.000 đô la giống như bên Cali á, 1.000.000 đô la các bạn mua một cái căn nhà, mỗi năm các bạn đóng thuế, bây giờ các bạn nói ở Cali thuế rẻ hả? Rẻ là khoảng bao nhiêu tiền, rẻ là khoảng bao nhiêu chấm đâu, các bạn cho mình một cái estimate thử coi rẻ là khoảng bao nhiêu tiền các bạn, là 1.0 của 1.000.000 đô la là nó bao nhiêu đó, các bạn thấy không? Đó thì cái gì nó cũng có một cái con số tính toán sẵn hết rồi các bạn nha. Đó, ví dụ như căn nhà này nè, không 200.000 đô la, quá đẹp các bạn, không sân sau nè, sân trước nè, cò ba thẳng cánh các bạn không. Còn nếu các bạn ở những cái tiểu bang khác mà các bạn mua là 1.000.000 đô la đi thì nó cũng không biết nó đất đai nó có bự giống như thế này không. Tức là cái này là mình đang đem ra để mình bàn thảo, mình chia sẻ đó các bạn. Tức là mình bàn thảo, mình tham khảo để mà mình coi cái nào nó lợi và cái nào nó hại các bạn nha. Đó, mấy cái bông dạng tế này đẹp quá các bạn, đẹp quá ha. Thì nói tóm lại thì nó như thế này nè các bạn. Theo mà Tony á, thì Tony thấy thì thế thì nó cũng không phải là cái vấn đề mà quan trọng đâu các bạn nhé. Tại vì 2.0 của 200.000 rồi, 1.0 của 1.000.000 đô la, cái nào nó nhiều và cái nào nó ít thì mình lấy cái bằng toán ra, cái calculator ra, mình bấm vô là mình biết liền, đúng không các bạn? Đó, thấy chưa? Đẹp quá nè, bông hoa đẹp quá. Thì nói tóm lại thì tại có rất là nhiều bạn hỏi Tony về cái chuyện thuế ở tiểu bang Texas, thuế nhà đó các bạn, cho nên hôm nay Tony cũng phải ra đây quay một vòng. Thứ nhất là cũng muốn đi cho máu me nó chạy đều, tại vì từ quá giờ bệnh nằm trong nhà đuối quá. Rồi thứ hai nữa là muốn chia sẻ lại với các bạn về cái chuyện thuế. Thì thuế ở đây thì tùy theo cái khu vực các bạn mua, cũng giống như Tony hồi nãy đã nói, 1.5, 2.0, 1.9, 1.7, 2.5, ví dụ như đó, tùy theo cái nơi mình mua các bạn nha, tùy theo cái nơi, cái nhà của mình, đó là như vậy đó. Rồi thì sau vài phút mà Tony chia sẻ với các bạn một tí xíu về cái thông tin thuế ở tiểu bang Texas có mắc hay không, ví dụ căn nhà 200.000 thì đóng thuế khoảng bao nhiêu tiền đó. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Nếu các bạn thấy cái thông tin này nó hữu ích thì các bạn bấm nút share để mọi người cùng biết các bạn nha. Tại vì có rất là nhiều bạn đang có coi như là kế hoạch để xuống đây để mà sinh sống. Rồi bây giờ thì Tony có thể đi vào nhà để mà tiếp tục nằm nữa rồi các bạn nha, tại vì bị bệnh cảm á, mệt quá. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc tất cả mọi người một ngày an lành và hạnh phúc nha. Nếu các bạn thấy cái thông tin thì nó hữu ích thì các bạn đừng quên bấm like để ủng hộ tinh thần cho Tony nha. Còn nếu bạn nào lần đầu tiên vào kênh của Tony thì đừng quên bấm nút đăng ký ủng hộ channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Have a good day and maybe see you tomorrow. Yeah.